Ây da, cái đồ họa 4K Ultra HD. Nó còn hơn cả đồ họa FIFA Max nữa. Trời ơi, nó xấu không thể nói được luôn các bạn. Và đây là lớp full nhưng mà ở đồ họa cực kỳ tệ luôn. Và nếu như có 5 sao thì mình sẽ đánh giá cho nó là 0,5 sao. Cực kỳ xấu, cực kỳ tệ luôn các bạn. Đây là NPC Spawn Boy ấy hả? Mình chỉ nhìn ra được cái màu thôi các bạn. Còn như là mình chỉ thấy những cái ô vuông thôi. Đây là cái thùng á hả? Ok, nhìn tới NPC màu nâu chứ. Ok, NPC này nhìn màu xám màu đỏ thì tưởng là cái thùng các bạn. Nhìn nó rất là rối nha, nhưng mà đây chính là cái đồ họa pixel. Nếu bạn không biết thì đây là cái đồ họa những ô vuông nhỏ nhỏ kết hợp lại các bạn. Giống như nó bị lòe màu luôn. Ok, mình sẽ tự test melee sừng né nha các bạn. Ok, mình chỉ nhìn ra được cái màu đỏ cục cục thôi các bạn. Và cũng có thể là nhìn được ấy. Càng phóng xa thì nó sẽ càng rõ hơn. Đây. Trái rocket. Boom. Ok, trái rocket là một trong những trái mà nó có nhiều effect. Nên là mình sẽ test thử nha. Beam, ok, rất nhiều effect nhưng mà qua con mắt của mình thì nó giống như là một đống bùi nhùi các bạn. Còn chỉ số sao? Oh my god, chứ chỉ số gì đây? À, mình nâng cái gì đây? À, chứ rồi nâng lộn các bạn. Thật ra là mình cũng có thể biết nha các bạn, tại vì mình thuộc mà. Cận chiến của hồn thủ, rồi trang bị các kiểu. Nhưng mà nếu mà bạn mới chơi thì rất là khó nhìn. Ôi, cái kho các bạn ơi, mình có thể nhìn màu mà biết nha. Chẳng hạn như Sugita nè, màu đen với màu xanh lá là biết ngay. Khang hoàng cổ nhàn màu của Katakuri thì chúng ta thấy là một hình tròn nó dẹp dẹp đúng không? Ok, thì lâu lâu chúng ta cũng biết rồi. Oh, chiếc kitsune này các bạn. Oh my god, chiếc kitsune gì đi các bạn, cái đồ cái... nó chê các bạn, mình chê các bạn. Trời ơi, nó xấu kinh khủng luôn. Ây da, nó còn giới hạn cái tầm nhìn của mình nữa các bạn ơi. Oh my god, nhìn cái map này các bạn. Oh, hello anh bạn. Anh bạn có phải là NPC bị không? À không phải các bạn ơi, này cái cây. Ok, cái đồ họa này nó xấu và nó dở giống như là cái cách mình edit video này đấy các bạn. À mà do cái này mình chỉnh lớp phút thôi chứ không phải là lớp phút có đồ họa tệ như vậy đâu các bạn ơi. Các bạn quên gì rồi đúng không? Đúng vậy. Do các bạn quên ấn nút subscribe và cái chuông bên cạnh, nên hiện tại chỉ có 0% người đăng ký kênh mình thôi. Vậy nên hãy nhấn nút subscribe đi nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ like video nữa đó.